Vợ chồng bà Phạm Kim Dung lên tiếng chuyện mời Miko Lan Trinh và người yêu đồng giới đến show của Miss World Việt Nam. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung có động thái mới sau khi bị cư dân mạng chất vấn về sự xuất hiện của Miko Lan Trinh và người yêu đồng giới trên kênh mạng xã hội của Miss World Việt Nam. Đêm diễn thời trang Việt Nam Beauty Fashion Fest thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 đã diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định vào ngày 16 tháng 7. Trước thềm sự kiện, kênh mạng xã hội của Miss World Việt Nam bất ngờ chia sẻ đoạn clip Miko Lan Trinh và người yêu đồng giới Hoàng Kim Uyên, Kenji, có mặt tại sân bay chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tổ chức. Sau hàng loạt ồn ào đời tư thời gian qua, việc cả hai trở thành khách mời trong một sự kiện thời trang khiến nhiều cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung, bày tỏ ý kiến. Trước thắc mắc của một tài khoản vì sao lại mời Miko Lan Trinh và Kenji tham gia sự kiện, bà Phạm Kim Dung lên tiếng, hai bạn ấy sẽ không đến sâu nhà con ơi. Hiện tại, nữ CEO cũng đã tắt tính năng bình luận trên trang cá nhân. Chia sẻ với chúng tôi, bà trùm hoa hậu cho biết, hai bạn khách mời có lẽ các bạn cũng đọc thông tin. Có thể các bạn cũng ngại ảnh hưởng tới chương trình nên đã có những kế hoạch riêng, các bạn sẽ không đến dự show nữa để khán giả tập trung vào show hơn là tập trung vào các bạn. Nói về việc đêm diễn thời trang thuộc khuôn khổ Miss World Việt Nam bỗng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả chỉ vì khách mời, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết. Tôi nghĩ khán giả là quyền lực vô song đối với giới giải trí, từ xưa rồi chứ không chỉ là bây giờ khi mạng xã hội phát triển. Một người nghệ sĩ hay bất cứ một ai hoạt động trong showbiz, họ sẽ tồn tại nhờ tình thương của khán giả. Họ có quyền khen chê, ủng hộ và phản bác. Tôi nghĩ khán giả là những người công tâm. Họ thường khi thấy nghệ sĩ có những điều cảm hứng có giá trị trong cuộc sống nhưng họ bất bình khi có nghệ sĩ vướng phải drama, làm họ cảm thấy thất vọng hay tổn thương về hình ảnh mà người ta mong đợi. Ngay cả bản thân tôi, hay dì Dung, bà Phạm Kim Dung, phóng viên, thật sự không phải hot dần dần như ngôi sao thường xuất hiện trước công chúng nhưng cũng có những khán giả họ yêu thương chúng tôi. Họ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, mua trà sữa, trái cây, mình có dự án lớn là người khác thấy vui, được tiếp thêm năng lượng. Vì thế, cần chấp nhận là người của công chúng rồi thì phải xây dựng và giữ vững hình ảnh cho mình bằng việc cố gắng chui rèn nghề nghiệp chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp lẫn đạo đức trong lối sống, hành vi ứng xử. Tôi có nhiều lần dàn dựng những chương trình lớn, mời rất nhiều những nghệ sĩ, hàng ngàn người tham dự cho nên tôi cũng sẽ phải tôn trọng khán giả và cũng sẽ lắng nghe, điều chỉnh mọi thứ. Còn về cá nhân từng trường hợp, tôi xin phép không bình luận sâu thêm nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ là con người bình thường cũng sẽ có những va vấp. Ngay cả tôi cũng có một số lần làm sâu đôi khi cũng mắc lỗi mà khán giả không thể bỏ qua được. Họ có quyền thất vọng và chê trách, mình phải chấp nhận để thay đổi bản thân, cố gắng rèn luyện tốt hơn.